Tập 28 Tiên Trận Hư Thế. Tấn Văn Công với Thành Đức Tào gấp lắm. Vu Lang hiến kế với Tào Công rằng chúa công nên đem xác những quân Tấn bị tà bắn chết vừa rồi căng xác lên một thành, khiến cho quân Tấn trông thấy mà phải sinh lòng chán nản. Tà cố kéo được mấy ngày nữa thì nước Sở sẽ đem quân đến cứu. Tào Cung Công nghe lời. Quân Tấn thấy trên mặt Thành Đức Tào căng sát người Tấn, đều đem lòng căm tức. Tấn Văn Công bảo Tiên Trần rằng giả sử quân ta thấy vậy mà sinh lòng thì biết phải làm thế nào. Tiên Trần nói: phần mộ nước Tào này đều chôn ở phía nam, tây cả. Ta nên chia lấy một nửa quân, đóng ở đấy, giả cách khai quật những phần mộ ấy để làm cho dân trong thành phải sợ. Sợ thì tất phải loạn. Bây giờ ta sẽ thừa cơ tiến đánh. Tấn Văn Công khen phải lắm, truyền cho quân sĩ nói phao lên rằng sắp sửa khai quật phần mộ của nước Tào. Rồi lại sai Hồ Mao, Hồ Hiển đem quân đóng ngoài cửa tây, rồi sắp sẵn quốc thuộc để đợi đến giờ ngọ hôm sau thì sẽ đào. Quân nước Tào nghe tin ấy đều sợ hãi rối rít cả lên. Tào Cung Công sai người treo lên mặt thành nói với quân Tấn xin tha cho, đừng khai quật phần mộ. Lần này tình nguyện thật sự đầu hàng. Tiên Trần cũng sai người trả lời rằng nước người đánh lừa để giết quân ta, lại căng xác lên mặt thành, vậy nên quân ta tức giận, nhất định phải khai quật phần mộ nước người để báo thù. Bây giờ nước người nên đem xác quân ta để khâm liệm tử tế, mà đưa trả thì ta sẽ rút quân về. Người nước Tào trả lời: đã vậy thì xin khoan hạ cho 3 ngày. Tiên Trần nói: trong 3 ngày đấy mà không đem trả ta sẽ làm nhục đến tổ tiên nhà ngươi đấy. Tấn Cung Công quả nhiên đem lên xác quân Tấn trên mặt thành xuống, khâm liệm tử tế rồi cho xe ra trả quân Tấn. Tiên Trần lại mật sai Hồ Mao, Hồ Yển, Loan Chi và Tư Thần chia làm 4 đạo để mai phục. Đợi khi nào người nước Tào mở cửa thành đưa thi thể quân Tấn ra thì tiến vào mà đánh. Đến ngày thứ tư, Tiên Trần sai người đứng dưới chân thành quát to lên rằng ngày hôm nay có trao trả thi thể cho quân ta hay không. Người nước Tào ở trên mặt thành trả lời rằng xin quý quốc lui quân ra ngoài 5 dặm, nước tôi sẽ trao trả. Tiên Trần nói với Tấn Văn Công xin lui quân ra ngoài đúng 5 dặm. Người nước Tào đang đưa thi thể quân Tấn ra thì các đạo phục binh của Tấn thừa cơ tiến vào. Tào Cung Công đứng trên mặt thành, Ngụy Thù đứng trên xe nhảy một cái lên đến thành, xỉa vào giữa bụng rồi đem trói lại. Nhận diện mưu kế. Một, Hư Thế còn có thể gọi là Hư Trương Thanh Thế, chỉ là một thủ đoạn, không phải là mục tiêu. Hư thực mới là cơ bản. Đánh chiếm mục tiêu, hư phải đi liền với thực. Hai, Tiên Trần cho người giả bộ khai thuật phần mộ của Tào, đói lại sắc quân sĩ. Lùi quân là hư trương, thực là chiêu quân để mai phục chiếm thành. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi nhé. Tạm biệt các bạn.